Hello, xin chào bạn nha. Đây. Buổi sáng này mình phát hiện ra hai con kỳ nhông nha. Nó ở cách xa nhau nha bạn. Đây. Con kỳ nhông mình quay thực vật nó như thế này các bạn. Đó, kỳ nhông con đang nột đuôi nùa chân nha bạn. Đây. Đuôi chúng rất là dài ạ. Đó. Mình sẽ tiến hành mình so sánh cho bạn xem nha. Đây, mình thường so sánh với ngón tay của mình nha bạn. Đây, chúng rất là nhỏ nha bạn. Đây thì thấy bút ghê chúng rồi. Chạy hả? Nhông chạy hả? Nhông chạy đâu? Chạm đuôi này. Đó. Chạm đuôi này. Đó, 1, 2 đúng không? Chạm 2 cái rồi. Chạm 3 cái. Đó. Bốn cái, năm cái, rồi. Sáu cái, rồi sáu cái này nhảy thoát cái coi này, bây giờ thịt khổ quá đi à, thôi thôi, mình để cho chúng ngủ nha mà, đây là một con thứ nhất nha mà, đây, rồi mình quay qua con thứ hai nha mà. Đây là con thứ hai. Đây. Và chúng chọn mỗi con một bụi xá nha bạn. Đây, hai bụi xá gần nhau ạ. Đây con này còn một cái mảng da chưa nột hết em ạ. Đây. Mình cũng zoom quay thật gần cho bạn xem nha. Đó. Nó nằm thế này thế này đây. Vẫn là cái đuôi rất là dài nha bạn. Đây. Đây mình móc lên cho bạn xem nha. Đây. Đây. Cái đuôi dài sao? Đó. Làm cái dẫn em không kỳ nhân con rồi. Đấy. Đấy, các bạn phải nhìn thấy rõ hơn này đó. Cái vậy nó chưa rất đẹp bạn đó. Không để em hoảng sợ nhé bạn. Hôm nay em còn tiếp tục phục vụ quay video nha bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.